SD Channel xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong clip ngày hôm nay. Như là theo yêu cầu của một số khán giả của SD Channel thì hôm nay SD Channel sẽ làm lại cái clip cập nhật lại cái dự án Mega City 2 của Kim Oanh. Bây giờ mình đang đứng ở đường 25C đây nè. 25C và đứng trước cổng của Mega City 2 thì Mega City 2 đã làm xong cổng rồi nhá. Đây là có cổng mới rồi. Bây giờ mình xin mời các bạn cùng đi với mình vào bên trong nha. Mình đang đi trên trục chính từ cổng vào là đường 32m và có hành lang là 5m. Và ở đây là có một cái dãy nhà mẫu xây sẵn đang thi công tới tầng thứ hai rồi. Ở cái trục chính này thì nó có hai cái dãy nhà mẫu thi công, thì bên trong này có một cái dãy nhà nữa thì mình cũng đi vào đây bằng coi. Đây là một dãy và bên ngoài mình mới đi qua là một dãy. Đây mình vẫn đang đi trên cái trục chính 32m, có hành lang vỉa hè là 5m. Mega City 2 thì thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kim Oanh Group. Có diện tích là 84 hecta. Ở trong đó thì có hơn 3.000 sản phẩm, chủ yếu là đất nền và nhà phố xây sẵn. Như là vừa rồi quay cho các bạn coi một trệt hai lầu. Đây là đường số 23, lộ giới là 13m này. Còn đây là 13m và vỉa hè thì là 2m. Đây là những cái đường 13m. Sẽ tìm cái con đường kế cận đấy. Phía bên ngoài thì là những dãy nhà phố xây sẵn, còn bên trong này thì là những đất nền. Hai sản phẩm chủ yếu của Mega City 2. Quay trở lại cái khu vực nhà điều hành. Đường số 25 mốc độ giới là 15m và đường số 12 là mốc độ giới là 20m. Đây là đường 15m này các bạn. Vỉa hè thì là 3m. Đây đường 13m này các bạn. Đây là những cái hình ảnh thực tế mà SD Channel quay cho các bạn coi từ dự án Mega City 2 của tập đoàn Kim Oanh. Như một số khán thính giả của SD Channel cũng như là các khán thính giả khác có quan tâm tới cái Mega City 2 này thường yêu cầu là cập nhật xem là cái tiến độ thi công nó tới đâu và cái giá cả là nó như thế nào. Để theo yêu cầu của những quý vị khán giả đã đầu tư ở cái Mega City 2 này, hay là cũng như là có cái ý muốn về đây để đầu tư, thì SD Channel cũng được cập nhật sơ bộ lại cái giá cả ở đây. Thì diện tích chủ yếu là từ
90 cho tới 130 mét vuông. Thì trong khu vực đường lộ giới phía trong 12 13 mét thì tầm giá khoảng 12 cho tới 15 triệu. Hơn một tháng trước mình cũng đã làm cái clip ở đây, thì bây giờ quay lại thì mình thấy là cái giá cả hầu như là nó cũng vẫn như thế. Còn riêng với lại nhà phố xây sẵn như là hai cái dãy đang xây mẫu ở kia thì là khi mà bàn giao thô một trệt với lại hai lầu thì tầm khoảng gần 4 tỷ một căn như vậy. Những cái nhà mẫu xây sẵn trong tương lai thì hoàn toàn, và những cái nhà mẫu xây sẵn nó nằm ở cái mé đằng kia, và cái hướng gọi là giá trị của Mega City 2. Mình cũng như là một số nhà đầu tư đánh giá là cái vị trí của Mega City 2 này rất là tốt, thuận lợi từ đường 25C là cái đường nối chính vào sân bay Long Thành. Thì trước đây mình cũng đã làm cái clip của Mega City 2 này thì cách đây khoảng chừng gần 2 năm. Cái giá cả ở cái khu vực này nó chỉ từ 9 tới 10 triệu, 11 triệu là cao. Sau khi được hưởng lợi từ đường 25C này mới làm này, rộng 100 mét, và hưởng lợi từ đường 39 kết nối vào cảng Phước An sau này thì cái giá nó đã trội lên. Cho tới thời điểm này thì hầu như là từ 9 tới 10 triệu, tăng tầm khoảng 2 tới 3 triệu trên chút xíu trong một mét vuông. Thì đây là cái điểm hưởng lợi từ Mega City 2 của khu vực Nhân Trạch. Thì trong tương lai thì ngoài hai cái dự án đã được hoàn thành thì sắp tới sẽ có thêm cái dự án là đường Vành Đai 3 cũng như là cái đường 25C thì sẽ được nối dài một phía đường kết nối với lại Nguyễn Hữu Cảnh, thì sẽ làm thẳng ra đường Hùng Vương. Và mé trên đường 25C này thì phần Long Thọ thì cũng sẽ kết nối thẳng vào sân bay Long Thành. Chắc chắn là sẽ làm hai cái dự án này, bởi vì đã được đền bù cho những cái người mà ở phía cái đường mà có đất nằm trong cái dự án. Thì đấy là cái điểm mà lợi cho Mega City 2. Quý vị và các bạn có ý định đầu tư thì chắc chắn là sẽ có lợi nhuận trong cái thời gian. Có một điều là có lẽ thì chúng ta cũng phải đầu tư theo cái kiểu mà dài hạn, chứ còn không thể nào mà đầu tư theo cái kiểu ngắn hạn ở trong những dự án như thế này. Bởi vì mình quan sát và cũng được biết là cái tỷ lệ mà tăng giá thì nó cũng không có được trội hẳn đâu, cũng tăng đều từ từ. Thì như từ năm cứ cho là cái năm mà mình cập nhật cái giá ở đây thì 9 tới 10 triệu, bây giờ sau 2 năm thì nó tầm khoảng cái chừng 13, 14, 15, như là quý vị và các bạn đã mình mới chia sẻ với lại các bạn vừa rồi. Thì cái giá của nó cũng không có được tăng mau, nhưng mà chắc chắn là khi mà những cái dự án ở đây khởi công lại và bắt đầu khởi công thì giá trị của khu vực này nó sẽ lại tăng thêm. Bởi vì cái công trình dự án lớn của đường Vành Đai 3 là cái dự án khá là lớn của Nhân Trạch. Rồi sau này thêm hai cái phần nối dài của đường 25C nữa thì bảo đảm là cái vị trí này nó sẽ tăng giá. Đó là những cái chia sẻ về cái dự án Mega City 2 này qua những cái điểm lợi. Còn điểm hại thì chắc chắn thì không thể nào mà không có, và cũng là một cái điểm yếu nhất của Mega City 2 này, đó là về pháp lý. Thì mình cũng đã được biết thì Kim Văn đang
mắc phải một số cái vướng mắc của thủ tục pháp lý về cái dự án này. Thành thử ra là bao nhiêu lần hẹn ra sổ cho khách hàng đầu tư ở đây thì cũng chưa được. Mà cái thời gian thì chưa biết được đến là bao lâu thì mới ra được sổ. Cũng như là cái clip trước thì mình cũng đã cập nhật lại cho các bạn cùng coi về cái pháp lý ở đây, thì cho đến nay nhiều lần thì không biết là bên chủ đầu tư hẹn hay là do một số thông tin PR lên thì họ cứ dự đoán là năm 2023 này thì Kim Oanh sẽ có sổ cho khách hàng ở đây. Có thể là những nhà đầu tư muốn tìm hiểu về Nhân Trạch thì cũng có một cái quyết định hay là những cái cân nhắc để đầu tư về khu vực này, như là những cái điểm lợi mà cái điểm yếu mình cũng đã chia sẻ sơ qua cho quý vị khán giả được biết. Như vậy là FP Channel cũng đã cập nhật lại cho các bạn xung quanh cái dự án Mega City 2 này bằng những cái hình ảnh thực tế nhất cho quý vị khán giả được biết và quan tâm về cái dự án này. Đây là cái clip mình quay bằng hình ảnh thực tế. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được một số thông tin hữu ích cho mình, cũng như là các nhà đầu tư có muốn đầu tư về đây thì đây cũng là một cái điểm để các bạn cân nhắc. Hy vọng là những cái thông tin của mình đem lại những cái hữu ích cho các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy hữu ích thì ủng hộ cho SP Channel, và để SP Channel có động lực ra tiếp những cái clip tiếp sau. Thì bây giờ SP Channel xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip sau nha.